Hyundai LaFesta N-Line 2023 chiếc xe đen thể thao vừa hiện nguyên hình trước ngày ra mắt. Hyundai LaFesta N-Line 2023 là chiếc xe xe đen sở hữu thiết kế khác biệt khá đáng kể so với người anh em Elantra n mẫu xe này ra đời dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Vào năm 2018, hãng Hyundai đã vén màn một mẫu xe đen cỡ xe mới mang tên LaFesta ở thị trường Trung Quốc. Tại thị trường này, Hyundai Lafester được định vị cao hơn Hyundai Elantra và thấp hơn Hyundai Sonata. Sau 4 năm có mặt trên thị trường Trung Quốc, Hyundai Lafester đã chuẩn bị được bổ sung phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. Lần này, Hyundai Lafester sẽ có thêm phiên bản mang phong cách thể thao N-Line, tương tự Hyundai Elantra N-Line. Trước thời điểm ra mắt, dự kiến vào ngày 24 tháng 10 năm 2022 tới đây, Hyundai Lafester line mới sẽ lộ diện hoàn toàn. Là sản phẩm của liên doanh Beijing Hyundai. Mẫu xe LaFesta Enline 2023 sở hữu thiết kế khác biệt đáng kể so với người anh em Elantra Enline. Qua những hình ảnh chính thức do liên doanh Beijing Hyundai vừa tung ra, có thể thấy mẫu xe đen hạng C này được trang bị lưới tản nhiệt lục giác không viền, nối liền với cụm đèn pha LED sắc sảo và hiện đại. Lưới tản nhiệt đi kèm mắt lưới đa điểm hình lục giác và sơn màu đen bóng. Không dừng ở đó, bên trong lưới tản nhiệt còn có 8 đèn LED định vị ban ngày hình lục giác, được chia đều sang hai bên, và logo Enline. Bên dưới là cản trước thể thao hơn bản thường, đi kèm hốc gió, trung tâm hình thang và bốn khe gió giả ở hai bên. Đó là chưa kể đến khe gió hẹp nằm trên đầu xe, sát với nắp capo. Nhìn chung, thiết kế đầu xe của Hyundai Lafeesten Lite 2023 toát lên vẻ thể thao và trẻ trung hơn. Bên sườn, Hyundai Lafeesten Lite 2023 được thiết kế theo phong cách fastback, thể hiện qua phần nóc nối mượt mà với nắp cốp sau. Thêm vào đó là hai đường gân dập nổi bộ vành hợp kim năm chấu kép sơn hai màu, cùng phanh màu đỏ nổi bật và ốp kim loại màu bạc ở bệ cửa. Đằng sau Hyundai Lafayette Enline 2023 xuất hiện cụm đèn hậu khá mỏng và nối liền với nhau, nằm vắt ngang đuôi xe. Ngay trên cửa cốp sau còn có cánh gió đuôi sơn màu đen cỡ lớn. Bên dưới còn có bộ khoách tán gió hầm hố và cụm đèn hình tam giác ở hai góc cản sau. Tương tự ngoại thất, nội thất của Hyundai Lafayette Enline 2023 cũng đậm chất thể thao với sự kết hợp giữa hai màu đen, đỏ tương phản. Những chi tiết màu đỏ của xe bao gồm chỉ khâu trên ghế, khu vực phím chỉnh điều hòa và lẫy gạt chọn chế độ lái. Chưa hết, xe còn được trang bị vô lăng bốn chấu, tích hợp phím chức năng và lẫy chuyển số. Bên cạnh đó là mặt táp lô bọc da và ốp trang trí màu đen bóng. Ghế của xe được bọc da khá rộng và dày dặn. Tiếp đến là bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD 10,25 in, màn hình cảm ứng trung tâm nằm độc lập trên mặt táp lô sạc điện thoại thông minh không dây, phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời. Ngoài những thay đổi trên, Hyundai Lafeest Enlight 2023 không có gì thay đổi so với phiên bản thường. Xe cũng sở hữu kích thước tổng thể lần lượt là chiều dài 4.690 mm, chiều rộng 1.790 mm, chiều cao 1.425 mm và chiều dài cơ sở 2.700 mm. Trái tim của Hyundai Lafeest Enlight 2023 mới vẫn sẽ là động cơ xăng 4 xi-lanh tăng áp, dung tích 1.5 lít, sản sinh công suất tối đa 200 mã lực. Hiện giá bán của chiếc xe sedan hạng xe Hyundai LaFace 2023 mới vẫn chưa được công bố. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.